tổng hợp những chúa hề ngoài đời thực. Quan cảnh bàn tiệc đám cưới ngồi giữa một rừng mỹ nhân, thanh niên mặt ngầu cầm đĩa lấy rau câu, mà cho hoài nó vẫn tuột luôn. Cọc quá, anh thò tay bóp bỏ vô miệng luôn cho nó lẹ. Cả bàn cười muốn nội thương, còn anh thanh niên thì nhai ngấu nghiến, liêm sỉ gì tầm này nữa. Tiếp tục là pha hỏi đường lầy lội nhất Việt Nam. Trong clip là chàng trai lạc đường. Chết rồi, lạc đường rồi, ní ơi. Phát hiện mấy bạn bò phía trước, anh làm như thiệt, tấp vô hỏi đường. Đường nào về còn hơi bạn bò? Về còn hơi bạn bò. À, đường đó hả? Ok, cảm ơn nha. May quá có bạn bò. Trời ơi, hú hồn chưa? Anh tài xế không quên vẫy tay chào cảm ơn. Rồi chốt một câu, may quá có bạn bò. Làm như đúng rồi luôn á, cười xỉu với cái ông tài xế lầy lội này. Ai trong đời không một lần đón xe khách để đi dìu quê hay là lên xì phố như anh thanh niên này đây, đang quắt xe rất nhiệt tình, em đây nè, tấp xe vô anh ơi. Rồi lại đỡ giùm em cái bao, nghe vậy anh lên xe cũng nhiệt tình, đi theo ra đỡ cái bao lên vai thanh niên. Ủa, đây là đâu? Rồi tôi là ai? Vác bao lên vai, thanh niên bước đi như một vị thần. Còn anh Lơ lúc này chưng hửng đi trở lại xe. Một ngày mà gặp 10 anh như này chắc nghỉ chạy xe luôn á. Đúng là phận tài xế lơ xe, biết khách nào thật, biết khách nào gian. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tình Bảo Phúc Hài để theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé.